Nhân Trần xin kính chào quý vị và xin thay mặt đài truyền hình VanTV Houston 55.2 xin trân trọng thông báo. Kính mời tất cả quý đồng hương dang rộng cánh tay cùng giúp đỡ cho những nạn nhân bạo lực tại Fullerton còn sống sót để có cơm ăn áo mặc trong mùa đông giá lạnh. Mọi đóng góp xin gửi chi phiếu đến đài VanTV Houston 55.2. Trên chi phiếu xin ghi tên người nhận là American Red Cross. VanTV Houston 55.2 sẽ gửi tổng số tiền quyên góp của đồng hương lại cho Hội Hồng Thập Tự một cách quang minh chính đại. Thưa quý vị, ông bà ta có câu, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Xin quý vị mở rộng lòng từ bi góp bằng hết khả năng của quý vị. Cho dù chỉ là một đồng, cũng đủ nói lên tấm lòng ưu ái của quý vị. Dù xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phước giúp cho một người. Hơn thế nữa, Fullerton còn là ân nhân cứu mạng của hàng triệu người Việt Nam tị nạn của chúng ta từ 38 năm qua. Khi các quốc gia khác không còn đủ sức cứu mang những người vượt biển, đã phải dùng cái chết để tìm tự do, Fullerton đã giang tay cứu rộng thuyền nhân và đã không chối từ khi thuyền nhân của chúng ta cập bờ biển Fullerton. Ơn ấy muôn đời chúng ta không bao giờ trả hết. Xin quý vị gọi vào số 713-524-5593 hoặc 713-524-5594 sẽ có nhân viên trả lời điện thoại và ghi số tiền cứu trợ. Đồng thời chúng tôi sẽ mở một diễn đàn cộng đồng cho quý vị đồng hương muốn tham gia vào công cuộc cứu trợ này. Quý vị cũng có thể đến đài để đóng góp, để phát biểu, tâm tình, nhất là những đồng hương đã từng tị nạn trại tại tị nạn Fullerton. Diễn đàn cứu trợ sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 11 năm 2013 đến 15 tháng 12 năm 2013 lúc 7 giờ 30 tối tại VanTV Houston 5.2, địa chỉ 9798 Bel Air Boulevard, phòng F, Houston, Texas 77036, điện thoại 713-524-5593 hoặc 713-524-5594. Nhân Trần xin thay mặt đài truyền hình VanTV Houston 5.2 xin trân trọng kính mời. We'll be right back.